trong quý 3 2018 đã có gần 130.000 website trên thế giới bị tin tặc tấn công và chiếm quyền điều khiển. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 19 trong danh sách này với gần 1.200 website bị tấn công. Số liệu vừa được công ty cổ phần an ninh mạng Sitec đưa ra trong báo cáo an ninh website quý trên. Đại diện Sitec cho biết bằng việc chiếm quyền điều khiển website, tin tặc có thể gây ra rất nhiều vấn đề rắc rối cho các chủ website như đánh cắp dữ liệu, cài đặt mã độc, phá hoại website, tạo trang lừa đảo tống tiền. Hiện tại thì nhiều website chưa được khôi phục và loại bỏ các dấu hiệu tấn công do hacker để lại. Điều này cho thấy rất nhiều chủ sở hữu và quản trị website không quan tâm đến bảo mật cho website của mình, không biết mình đã bị tấn công hoặc không biết cách xử lý sự cố. Thống cơ của tắc cũng chỉ ra rằng có đến hơn 60.000 website có tên miền .com bị tấn công. Đây cũng là loại tên miền được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Ngoài ra thì một số tên miền quốc gia cũng là mục tiêu tấn công hàng đầu của tin tặc. Gần 50% các website bị tấn công có mấy chủ đặt tại Mỹ, sau đó là Đức, Indonesia. 85,4% website bị tấn công sử dụng hệ điều hành Linux và chỉ có hơn 7% sử dụng hệ điều hành Windows. Tại Việt Nam thì các website giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp là đối tượng bị tin tặc tấn công nhiều nhất, chiếm đến gần 72%, sau đó là các website thương mại điện tử, các website có tên miền gov.vn của chính phủ.